Nhà ơi, hôm nay sẽ dẫn Irosan lại đến quán Bách Độc ở Phùng Khương nha cả nhà. Bây giờ là đang chơi Irosan ăn bánh mì trứng ốc la. Quán cảnh ở đây cũng rất là đẹp. Vừa ngồi ăn mà giờ xem cá luôn. Giá ở đây cũng ok. Không lấy muỗng. Muỗng dao nè, ngày mai quan thịt bò nha. Thái sừ mai quan thịt bò. Thế nào? Trong bộ ý thức là ăn thế nào? Bác sĩ đặt cá. Ăn được các nhà. Đó. Bún măng nữa nè, 45 ngàn, măng mình xiêm nè.